Xin mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Thứ sáu trong tuần thứ 14, mùa thường niên ngày 12 tháng 7 năm 2024. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng, Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bổ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết nhưng khi người ta bắt nộp các con thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì vì chưng không phải chính các con nói nhưng là thánh thần của cha các con nói trong các con anh sẽ đem nộp giết em cha sẽ nộp con con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết vì danh thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét nhưng ai bền đỗ đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu độ khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con, các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi con người đến. Tạ ơn Chúa. Xin mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe, để lời Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi. Cảm ơn các bạn nhiều.